Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn các cái nốt trên cây đàn guitar phím lõm là tất cả các cái nốt này luôn ha. Và đặc biệt nữa là mình sẽ giới thiệu hướng dẫn với các bạn các cái nốt theo các cái nốt của phương Tây là đồ re mi fa sol la si đố nha các bạn nha. Một cái điểm thuận lợi là khi mà mình học các cái nốt này á, là ví dụ như mà mấy bạn biết được cái giai điệu của nó đồ re mi fa sol la si đố trên cây đàn này thì mấy bạn cũng có thể được đàn ở trên cây đàn khác. Ví dụ như mình cũng có thể thổi sáo một cái bài trên giai điệu, ví dụ như Lý Chim Xanh thì mình cũng có thể thổi sáo được và mình cũng có thể đánh này được, hoặc cũng có thể đánh được trên cây đàn ngọt ngang được. Có nghĩa là nếu mình biết được một cây thì mình cũng có thể dễ dàng đánh được nhiều cái cây khác ha các bạn nha. Rồi thì hiện tại các cái nốt trên cái đàn này thì nó cũng rất là dễ luôn, mình giới thiệu sơ một xíu ha. Ví dụ như một ngăn này thì nó là nửa cung, trong âm nhạc thì nửa cung, ví dụ như đây đây hai hai ngăn thì gọi là hai cung, gọi là một cung nha các bạn nha. Rồi mình ví dụ sơ về tên của năm giây buông trước ha. Ví dụ như mình nắm được tên của năm giây buông thì mình sẽ học tất cả các cái nốt trên cây đàn này nó cũng đều rất là dễ luôn cho với những bạn nào không biết nha. Rồi dây nhỏ nhất ở dưới là dây la. À xin lỗi các bạn. Dây nhỏ nhất ở dưới là dây rề. Dây rề, dây rê nha các bạn. Dây rê. Dây thứ hai là dây la. La rê, la rê, la rê. Dây thứ ba là dây rề. Rê. Dây thứ tư là dây sọ. Dây thứ năm là dây rề. Đó, như vậy là 5 dây. 5 dây mà 3 dây nó đã trùng nhau rồi, rất là dễ luôn. Đó là dây 5, dây 3 và dây 1. Đó. Bạn chỉ cần học được một dây thôi thì nói chung một dây một thôi thì dây 3 và dây 5 nó giống nhau y hệt luôn nha. Rồi ok, bây giờ xuống từng từng dây nha các bạn nhìn kỹ ha. Ví dụ như dây một là dây rề. Rề ok, rồi cái nút này là nút mi nha các bạn. Nút ngay phím trắng này là fa. Phím trắng tiếp theo là son. Trắng tiếp theo là la. Và đây cách hai ngăn nó là si, và tiếp theo một ngăn là đô, và ở đây ngay phím trắng này là rê. Các bạn có thể tập từ từ thôi là mình sẽ biết hết tất cả các cái nốt ở trên cái cây đàn này ha. Rồi dây ba hạch luôn, mình chỉ dây ba và dây năm trước luôn ha, tại vì nó giống nhau thì nó dễ hơn cho các bạn. Rồi dây ba rê mi phím trắng fa son trắng la ngay ngăn trắng si, ngay đây đô và ngay đây là rê, và dây năm cũng vậy luôn, rê mi fa son la si đô rê, giống nhau luôn nha các bạn nha. Rồi tới dây hai, dây hai mình buông là la, mình bấm đây là si, bấm đây là đô, si đô là nửa cung nha các bạn. Nếu mà bạn nào biết nhạc lý rồi thì mình sẽ học dễ hơn nha. Đô ở đây rê mi nửa cung fa son ngay trắng, và đây ngay ngăn phím trắng là la. Rồi ok, tới dây thứ bốn nha các bạn nha. Son đây la đây si, và đây ngay trắng này đô, và đây ngay phím này là rê, cách hai phím mi, và ngay trắng mi fa nữa cùng fa son. Đó. Như vậy là khái quát mình đã biết được hết tất cả các cái nốt trên cây đàn này. Rồi ví dụ như bây giờ mình biết một cái bài giai điệu của một cái bài Lý Chim Xanh thì mình vẫn vẫn có thể mình vừa đánh cái đàn này được và mình vừa thổi sáo được ha. Các bạn nghe thử nha. Rồi đó là mình thổi sáo, còn bây giờ mình sẽ đánh và mình đọc các cái nốt luôn, và có cái phần à,
cảm âm của mình sẽ cảm âm của cái bài Lý Chim Xanh này cho các bạn tập á, tập sơ sơ cho quen á, thì mình sẽ để dưới phần mô tả các bạn nghe xem ha. Rồi bây giờ mình sẽ đọc cái nốt của cái bài này cho các bạn tập theo ha. Nhà rê, mình sẽ đờn dây đào rồi là tông rê thứ nha các bạn. Rê đô rê, rê đô rê. Son la son pha re. Tiếp câu tiếp theo ha. Son si do re do si do si son. Pha son la do la la. Son pha re pha son la la son la. La son la do re. Re do la do re. Đó, vậy thôi. Các bạn cứ tập chậm lại thì các bạn sẽ làm được thôi, và khó khăn thì cái gì cứ comment ở dưới thì mình sẽ hướng dẫn ha. Đó. Rồi ok, xin chúc cho tất cả các bạn học tập thật là tốt với cái niềm đam mê của mình. Ok, xin chào tất cả các bạn.